Rồi, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại xã Con Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La các bạn nhé, để đi làm một cái clip gửi tới các bạn. Đó chính là clip lễ tằng cầu của người dân tộc Thái Mai Sơn nhé các bạn nhé. Bây giờ thì trời vẫn chưa sáng đâu các bạn ạ. Mình sẽ đi vào bên trong nhà thì vẫn còn hơi tối, cho nên tí nữa mình sẽ gửi đến các bạn cái video mà làm lễ tằng cầu ấy, thì nó sẽ hơi tối nhé các bạn nhé. Mong các bạn thông cảm và hiểu cho mình, bởi vì ánh sáng ở đây không được đầy đủ cho lắm đâu các bạn. Mời các bạn theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây các bạn ạ, bây giờ là 6 giờ sáng thì sẽ làm lễ tằng cầu cho đôi vợ chồng trẻ này nhé. Cô dâu rất là xinh đẹp và còn trẻ trung, và chú rể cũng vậy. Thì ánh sáng thì ở đây nó sẽ hơi yếu các bạn ạ, bởi vì bóng điện nó chỉ có một bóng ở trong nhà thôi. Với cả mình cũng không có mang theo đồ để hỗ trợ ánh sáng. Mình cứ tưởng là trời sáng mới làm lễ, nhưng mà bây giờ trời còn chưa sáng nhé. Mong các bạn thông cảm cho mình và cố gắng xem giúp mình nhé. Hình ảnh nó sẽ không được ok cho lắm. Dân bác khảo cho lập bác kín các sống hải lam nữa tiền chảo hứa ăn sống hải lam quần cao chúc chủ sáng lễ thì sáng trên cái này để sẵn cái lăn kiểu nó lọc đi đặt chăn cô hứa cần tèn ấy nhỉ chưa cần cầu phải ăn ăn rồi 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 ไปไกลหน้ามันไกลหน้าฉันเวียนเวียนอึบอึบเลย
ngoài cái chén cứ lượm mình sao quay phim cái hình phật tình xưa trời nó vẫn còn tối quá các bạn nhé. Bây giờ mới có 6 giờ thôi, nhưng mà 6 giờ mùa này thì trời vẫn còn tối lắm, cho nên là ánh sáng ở trong nhà thì cũng không đủ. Chồng ba chồng tố rồi nè, nhờ nhờ bò tả được cái tép tí thế rồi.
lắm đây sáng mà khé áo xa mà thế này thả tựa đấy sao chúng mơ mê cái sao thả tựa đấy sao thả máy nhưng mà sao thả máy 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 sao chưa sáng mà ở ngoài trời vẫn chưa sáng mà.